sau một thời gian nhà bạn sẽ thành một cái nhà kho chật toàn những cái thứ đồ không tên, và cái tài khoản ngân hàng của bạn thì ngược lại lại như một khoảng không vô định. Chào các bạn, chào các bạn, chào các bạn. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ nói về những điều mà mình mong là mọi người hãy ngừng làm ở trên mạng. Có lẽ là không cần phải giải thích thêm thì tất cả chúng mình đã đều biết là Internet quan trọng đối với mọi người như thế nào rồi. Khi mà nó là phương tiện tra cứu thông tin và giải trí và kết nối liên lạc và quản lý cuộc sống là đã đủ hình dung cái độ quan trọng rồi nhá. Chưa nói đến việc nó còn tạo công ăn việc làm cho rất là nhiều người, trong đó có cả mình. Nếu mà bạn là 9X ấy, thì chắc chắn bạn vẫn còn nhớ cái thời gian mười mấy năm về trước khi mà tất cả chúng mình đều phải ra hàng net để xài Internet đúng không? Và cái thời điểm mà ở lớp ấy, có đứa nào mà có máy tính nối mạng ở nhà là phải thuộc dạng nhà giàu lắm mới có, chứ không phải là giống như bây giờ đến các cháu lớp 1 còn có điện thoại 3G không giới hạn đâu. Nói tóm lại ấy, là đến ngày hôm nay thì hầu như chúng mình ai cũng được dùng Internet một cách khá là dễ dàng rồi. Tuy nhiên, nó luôn có những cái tuy nhiên. Một công cụ thì luôn luôn có những cách dùng đúng đắn và những cách dùng chưa được đúng đắn cho lắm. Giống như một chiếc xe hơi ấy, thì bạn có thể dùng để đưa người yêu đi chơi, hoặc là một bác tài xế có thể dùng để nuôi sống cả gia đình chẳng hạn. Thế nhưng cũng là một cái chiếc xe hơi đó, nếu mà sử dụng một cách vô trách nhiệm thì sẽ gây nguy hiểm cho người khác. Internet cũng vậy, thậm chí còn phức tạp hơn, tại vì nó là một thứ công cụ cực kỳ đa năng và mỗi ngày nó lại có thêm một công dụng mới. Bởi vậy ngày hôm nay ấy, chúng mình sẽ cùng luận bàn những việc mà chúng mình không nên làm ở trên mạng. Những điều mà mình sắp nói là theo quan sát cá nhân của mình thôi. Tất nhiên là vẫn còn rất là nhiều điều khác nữa. Nếu mà các bạn có muốn bổ sung gì thêm thì các bạn có thể bổ sung ở dưới phần comment nhé. Còn bây giờ thì chúng mình sẽ đến với 5 điều mà chúng mình hãy ngừng làm ở trên mạng. Điều đầu tiên mà chúng mình nên ngừng làm ở trên mạng là tự tung bằng chứng chứng minh là mình đang nói dối. Chắc chắn là các bạn đã biết về những cái trường hợp có thể gọi là giang hồ thời mạng xã hội rồi, tức là đăng lên mạng những cái chuyện mình phạm pháp như cờ bạc hút chích, rồi các huynh đệ xử lý nhau thế nào. Những cái chuyện đó thì rõ ràng là có pháp luật xử lý rồi. Thế nhưng mà trong video này thì mình muốn nói đến những trường hợp nhẹ hơn như vậy một chút, tức là những cái lời nói dối tuy không làm chết người thế nhưng mà gây tổn thương đến người khác. Ví dụ như là nếu mà bạn hủy cuộc hẹn với người bạn A lấy lý do là bạn bận việc nhà, thì bạn đừng đăng hình check-in đi chơi với người bạn B vào đúng cái khung giờ của cuộc hẹn của bạn A. Tuy đúng là không ai cấm được bạn làm như vậy cả, bạn không có trách nhiệm phải giải thích công việc và lịch di chuyển của bạn cho người bạn A, thế nhưng nếu mà bạn đăng hình trên mạng như vậy ấy, bạn sẽ làm cho người bạn A cảm thấy rất là kỳ, đúng không? Những người khó tính hơn một chút có thể họ sẽ giận luôn và họ sẽ không đi chơi với bạn nữa. Bởi vậy đừng lạy ông tôi ở bụi này. Đầu tiên là đừng nói dối, hoặc nếu cần phải nói dối thì đừng tự đăng bằng chứng sau khi mà mình đã nói dối. Nếu tính hay quên thì tốt nhất là nên hạn chế nói dối về những cái điều mà mình nói dối. Điều thứ hai mà chúng mình cần phải ngưng làm trên mạng xã hội là chửi sếp, chửi khách hàng hoặc là kêu ca về công việc. Đây là một việc rất là tai hại. Thứ nhất là cho chính bạn, thứ hai là cho tất cả các bên liên quan. Việc này khá là nghiêm trọng và mình rất là muốn nhấn mạnh với các bạn, tại vì trải qua thời gian làm việc thì mình quan sát được khá là nhiều bạn, mà chủ yếu là những bạn còn tương đối trẻ tuổi đó. Các bạn hay kể về những chuyện công việc, chuyện đồng nghiệp, chuyện sếp trên mạng xã hội của các bạn, và thường là sử dụng những cái ngôn ngữ khá là mạnh và khiêu khích và đôi khi là tục tĩu nữa. Chưa cần biết là tình huống xảy ra ở công ty là lỗi của bạn hay của người khác, nhưng việc làm của bạn là sai về lý cũng như về tình. Về lý mà nói thì bạn không được quyền tiết lộ chi tiết về công việc. Các thông tin mà bạn nắm được về công ty, về đối tác, về sếp, về hợp đồng này kia đều là những thông tin mà bạn buộc phải bảo mật. Bạn mang những chuyện này lên mạng xã hội là vi phạm hợp đồng lao động, làm tổn hại đến công ty và những đối tác liên quan. Giả sử bạn đăng bài chửi đối tác ở trên trang cá nhân của bạn đi, lúc đó bạn nghĩ ôi trang cá nhân của mình làm gì có ai follow đâu, mình đăng cái này chỉ để giải tỏa tinh thần cho vui thôi. Thế nhưng mà thực sự mạng xã hội nó có sức mạnh lan truyền lớn hơn bạn nghĩ, đặc biệt là khi mà bạn làm trong những ngành đặc thù, tức là người ta quen biết nhau vòng vòng. Vậy thì khi mà những lời lẽ đó đến tai phía đối tác thì họ có toàn quyền hủy hợp đồng và từ chối làm việc với công ty của bạn. Vậy là một mình bạn vi phạm điều khoản bảo mật, làm ảnh hưởng đến biết bao nhiêu con người của cả hai phía công ty. Đó là về lý mà nói. Còn về tình ấy, thì việc mà bạn bày tỏ ý kiến ở trên trang cá nhân của bạn là không giải quyết được vấn đề gì cả. Đối với những bên liên quan thì rõ ràng họ sẽ xử lý cái việc đó dựa trên cái vi phạm của bạn. Thế nhưng đối với những người không liên quan mà họ đọc được những cái bài của bạn thì sao? Giả sử bạn đang đi tìm việc chẳng hạn, thì nhân sự của công ty kia họ lên trang cá nhân của bạn, họ thấy toàn những cái bài chửi sếp, chửi đồng nghiệp cũ, chửi khách hàng cũ, thì bạn nghĩ là họ có muốn làm việc với bạn hay không?
Bởi vậy cho nên các bạn hãy rất là kiềm chế khi mà nói về công việc của mình trên mạng xã hội. Ai đi làm cũng sẽ có những ngày và những việc bức xúc hết. Nếu cần giải tỏa thì hãy nói với những người thân mà bạn tin tưởng thôi. Đừng xả ra ở trên mạng xã hội. Đúng là có những người không để tên và danh tính thật của họ ở trên mạng. Cho nên cái lúc mà họ đi chửi chỗ nọ một tí, ném đá chỗ kia một tí thì không ai biết họ là ai thật. Thế nhưng đó chỉ là khi những chuyện đó chưa nghiêm trọng mà thôi. Nếu họ cả giận mất khôn và phát ngôn hoặc làm một cái gì đó gây ra hậu quả đủ nghiêm trọng thì an ninh mạng sẽ có cách dò ra họ là ai. Nói tóm lại, chuyện mà bạn chửi bới và phàn nàn về công việc ở trên mạng xã hội chỉ làm cho chính bạn mang tiếng là không chuyên nghiệp và thiếu trưởng thành mà thôi. Cho nên là đừng làm vậy. Điều thứ ba mà các bạn không nên làm ở trên mạng là follow người yêu cũ. Cái này phải nói rõ là không nên follow người yêu cũ khi mà bạn nhận thấy là từ phía một trong hai người hoặc từ cả hai người vẫn còn vương vấn hoặc là giận dữ hoặc là khúc mắc với nhau. Tất nhiên là chuyện chia tay ấy, thì không ai giống ai và ai cũng sẽ có những câu chuyện của riêng mình. Mối quan hệ của bạn và người yêu cũ cũng sẽ khác những cái người khác. Thế nhưng nếu mà bạn nhận ra là trong bản thân mình hoặc là từ phía người kia vẫn còn những cái cảm xúc buồn này, thương này, giận hay là bất cứ một cái cảm xúc gì mà không lành mạnh cho mục tiêu chung của hai người, tức là bình phục về mặt cảm xúc, thì bạn không nên follow người ta. Chỉ nên giữ liên lạc với nhau khi mà hai người đã cảm thấy hoàn toàn ổn và quyết định là vẫn sẽ làm bạn bè một cách lành mạnh mà thôi. Việc follow người yêu cũ khi mà bạn vẫn nhớ người ta, nó giống như là trích ma túy vậy đó. Nó làm bạn đỡ vật. Tức là bạn nhìn thấy những cái cập nhật của người ta, bạn cảm thấy đỡ nhớ người ta. Bạn liên tục tìm kiếm xem là người ta có người yêu mới chưa, nếu có thì cái đứa kia nó có hơn kém bạn ở điểm gì như thế nào hay không. Bạn phải lùng sục ở trên mạng xã hội cho ra cái điểm yếu của nó để bạn thuyết phục là nó không hơn bạn. Nói chung tất cả những cái thứ mà không lành mạnh bạn làm với chính bản thân mình chỉ để thỏa mãn cái cảm giác cô đơn tạm thời mà thôi. Nó giống như trích ma túy vậy đó. Về lâu dài nó không bao giờ tốt cho bạn. Người ta nói xa mặt thì cách lòng. Nếu mà bây giờ chưa thể cách lòng được thì hãy cố gắng xa mặt để bạn có thể tập trung vào cuộc sống của chính bạn, để hy vọng là có một ngày bạn sẽ có thể vượt qua cảm xúc với người đó và sống tiếp. Chứ còn theo dõi cái người cũ ở trên mạng là một sự chìm đắm không bao giờ có điểm dừng. Thà rằng bạn cố gắng hết sức ấn bỏ theo dõi người ta đi, và ngày đầu tiên bạn sẽ rất bứt rứt giống như là cai nghiện vậy đó. Thế nhưng mà cơn nghiện này là đáng để cai, và dần dần bạn sẽ dễ dàng vượt qua người đó hơn. Điều thứ tư mà chúng ta cần phải ngừng làm trên mạng là đọc tiêu đề xong rồi chửi. Cái tiêu đề của một bài báo hoặc là một video là cái để mở ra chủ đề, là cái để thu hút các bạn đọc bài báo đó hoặc xem cái video đó. Nhiệm vụ của nó là khơi ra trong bạn một cái cảm giác tò mò hoặc là hào hứng hoặc là tức giận để khích bạn xem toàn bộ nội dung. Chứ nhiệm vụ của cái tiêu đề không phải là để tóm tắt nội dung của cả bài báo hoặc video đó. Thế nhưng mà ôi trời ơi, biết bao nhiêu các bạn chỉ cần đọc cái tiêu đề thôi là nghĩ mình đã hiểu hết mọi chuyện, mình phải chửi ngay lập tức tại vì mình giận quá. Đừng như vậy. Khi mà chúng mình làm như vậy là chúng mình đang lấy một câu hoặc là một cụm từ nào đó ra khỏi cái ngữ cảnh của nó, hiểu nó theo một cách hoàn toàn khác và từ đó chửi người ta một cách vô căn cứ. Trước tiên là phải nói rõ đã, bạn không có trách nhiệm phải đọc một bài báo hoặc xem hết một video để bạn có thể kết luận cho mình là tôi không thích cái người này. Nhiều khi bạn chỉ cần nhìn mặt một người là bạn có quyền ghét người ta rồi. Đấy là việc của bạn. Thường thì khi mà một người chỉ cần đọc một cái tiêu đề là ghét, là chửi ngay thì thường là cái hành động đó nó xuất phát từ sự giận dữ hoặc là kìm nén đã tích tụ lâu ngày đối với một cái điều gì đó trong chính cuộc sống của họ. Ví dụ mình làm kênh Giang ơi của mình, một ngày mình nhận hàng trăm cái bình luận mới. Mình đã rất quen với việc đọc một cái bình luận chửi dài như một cái sớ. Thế nhưng mà đọc thì biết ngay là họ thậm chí còn chưa xem cái video của mình. Về lý mà nói, mình nghĩ cái khoảng thời gian mà họ dành để viết bình luận chửi mình có khi còn dài hơn cái thời gian mà họ cần để xem cái video. Thế cho nên nếu mà họ chịu khó xem cái video của mình thì chính ra họ còn tiết kiệm được thời gian chửi bới. Về lý thì là như vậy. Thế nhưng về tình thì mình hiểu rằng cuộc sống của họ có những cái vấn đề đè nén và nỗi đau mà họ không được giải tỏa. Có thể là họ ra đời họ bị bắt nạt và kìm nén, thế cho nên là về đến nhà họ tìm đến mình để giải tỏa bằng cách chửi mình. Sự giận dữ và những hành động bạo lực vô cớ với người khác luôn luôn xuất phát từ những nỗi đau của chính bản thân người gây ra. Ai cũng có những ngày tồi tệ hết, và với những cái sự ẩn danh của Internet thì chúng ta có thể trút giận lên người khác. Thế nhưng nếu bạn muốn trở thành một người mà trong lời nói và trong tư duy có sự hợp lý thì trước khi đưa ra phê bình bạn phải đọc, phải xem cái nội dung đó. Sẽ có những ngày bạn nhìn một cái tít báo mà bạn không cần hiểu thì bạn cũng cảm thấy khó chịu rồi. Có rất là nhiều lý do cho việc này. Thế nhưng chưa hiểu thì đừng viết một bài sớ để chửi người ta.
Bạn hoàn toàn có quyền giữ cảm giác khó chịu cho mình nếu bạn cảm thấy muốn như vậy. Thế nhưng nếu bạn quyết định không đọc bài báo, không xem video thì cũng nên giữ im lặng. Mình không có quyền ngồi đây và yêu cầu bất cứ ai làm cái điều mà mình vừa nói ra. Thế nhưng mình tin rằng nếu bạn muốn trở thành một người hợp tình hợp lý hơn, tư duy logic hơn và tử tế hơn với người khác, thì đây là cái điều mà chúng ta cần phải cân nhắc. Điều thứ 5 mà mình rất mong mọi người hãy ngừng làm ở trên mạng là lướt trang mua sắm trực tuyến để giết thời gian. Đây là thói quen rất nguy hiểm, đặc biệt là đối với giới nhân viên công sở, tại vì mình biết là các bạn có giờ nghỉ trưa mỗi ngày và nhiều khi các bạn sẽ lướt những cái trang thương mại điện tử cho vui ấy. Tâm lý con người có một cái rất buồn cười là chúng ta sẽ mua những cái thứ được bày ra trước mắt. Không phải tự nhiên mà người ta bày rất là nhiều thứ linh tinh nhỏ nhỏ rẻ rẻ ở cái quầy tính tiền siêu thị. Nhiều khi các bạn vào siêu thị, các bạn đi mua đầy đủ đồ sinh hoạt của các bạn rồi, thế nhưng mà đến lúc đẩy xe ra đến quầy tính tiền, nhìn thấy cái gói kẹo hoặc là nhìn thấy lon nước, các bạn thấy nhặt thêm vào giỏ hàng thôi. Thế thì các cái trang thương mại trực tuyến ấy, nó còn nguy hiểm hơn như thế nữa. Người ta bày tất cả hàng hóa trên cuộc đời này ra trong cái màn hình bé xíu của các bạn. Bạn thậm chí còn chẳng cần nhấc cái tấm thân của bạn ra khỏi cái ghế. Bạn bấm bấm một lúc là có anh shipper mang đồ đến tận cửa nhà bạn ngay. Nó nguy hiểm tại vì nó quá tiện lợi. Và bản thân những trang thương mại điện tử, họ cũng thiết kế cho cái trải nghiệm mua sắm của bạn rất là đơn giản và rất là vui. Nó gần giống như một phương thức giải trí vậy đó. Ngồi buồn buồn không có gì làm, lượn lên mạng xem đồ, thế là mua. Ngay bây giờ mình có thể ngồi đây, cuộc đời mình hoàn toàn ổn. Mình đang không cần thêm bất cứ một cái món đồ đạc gì ở trong nhà cả. Thế nhưng nếu mà cho mình dạo quanh một vòng các cái trang thương mại điện tử, kiểu gì mình cũng sẽ kết thúc bằng một giỏ hàng lặt vặt linh tinh đầy những cái món mà mình không cần. Nếu bạn đang thấy một cái món đồ gì đó nó đập vào mặt, bất cứ là ở cửa hàng hay là trên màn hình mà bạn nghĩ ở trong đầu, ồ mình chưa từng biết đến cái món này, thế nhưng mà bây giờ mình thấy cái món này rồi, có thể là mình sẽ cần đến nó, có thể mình nên mua nó. Nếu mà bạn từng có những cái lần như vậy thì bạn sẽ hiểu cái điều mà mình đang nói. Sàn thương mại điện tử chỉ tiện lợi và hữu ích khi mà các bạn tìm đến nó để mua những thứ mà bạn thực sự cần và bạn dùng thôi. Chứ còn nếu mà bạn biến nó thành cái công cụ mua sắm linh tinh để giải trí cho đỡ buồn thì bạn sẽ nghiện rất nhanh. Sau một thời gian, nhà bạn sẽ thành một cái nhà kho chật toàn những cái thứ đồ không tên, và cái tài khoản ngân hàng của bạn thì ngược lại lại như một khoảng không vô định. Gió lùa vi vu ở trong đấy. Bởi vậy cho nên là mình mong là các bạn sẽ kiềm chế khi mà mua sắm ở trên sàn thương mại điện tử nhé. Và đó là 5 điều mà mình mong là chúng mình hãy ngừng làm ở trên mạng. Hy vọng là sẽ giúp ích được cho các bạn. Nếu mà các bạn có những điều khác mà các bạn nghĩ là mọi người cũng nên ngừng làm ở trên mạng thì bình luận ở phía dưới nhé. Like video và đăng ký kênh, tại vì mình sẽ quay lại với video mới vào mỗi thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Và đừng quên follow mình ở trên Facebook cũng như là Instagram tại Ra Người Vlog. Mình sẽ để tên ở đây. Mình hy vọng là các bạn... Mình cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại.